Chào các bạn, có các bạn nào thiết chế tiếng bô cho xe đạp điện không? Thì mình hôm nay mình rảnh rỗi mình chế cái tiếng bô xe máy cho xe đạp điện của nhà mình đi chơi nghịch. Đó. Thì nó cái nguyên lý hoạt động nó là cực kỳ dễ. Chúng ta chỉ cần tìm ra ba cái dây của động cơ xanh lá cây, xanh lam và màu vàng. Thì chúng ta cứ lấy ở cái cục điều khiển này là sẽ thấy. Mà đây là cái loại motor không chổi than nhé, loại chổi than thì không có ba màu dây như này, động cơ không chổi than. Chúng ta sẽ lấy câu ra ba dây thì lấy hai dây bất kỳ, thì ở đây mình lấy hai dây màu xanh, câu ra hai dây màu xanh. Đó. Và cái dùng một cái loa như này, nếu muốn hộp nhựa thì sẽ kêu âm tiếng hơn. Đó. Thì đây mình dùng một cái loa công suất như này, tất nhiên công suất càng to thì càng tốt thì nó đỡ bị cháy hơn. Và một con tụ thì nó chỉ nối qua một con tụ 450V 22mm thôi, lấy điện áp cao này thì cho nó an toàn hơn, là tụ nhỏ thì nó sẽ bị nóng dễ bị cháy nổ, nên lấy tụ to 22mm. Nếu tụ 47mm thì nó kêu rất to, to quá và có thể ảnh hưởng đến loa, chỉ nên lấy tụ 22mm. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử ga cái tay ga lên để cho tiếng kêu nó kêu mọi người nghe. Đó, cái loa này nó không hợp nên tiếng nó không được ấm lắm. Thì chúng ta tìm cái hộp loa nhỏ nhỏ thì dễ vừa để vào tiếng nó vừa hay. Nó cộng hưởng. Nghe cũng vui tai. Chúc các bạn thành công.